Huỳnh Phương, Sĩ Thanh từng là cặp đôi nhận được rất nhiều sự chú ý của mọi người với màn hẹn hò nhiều quà tặng đắt đỏ. Khi cặp đôi đường ai nấy đi cũng lắm thị phi, tuy nhiên sau tất cả họ đã có cuộc sống mới bình yên và thăng tiến mọi mặt. Thời gian trước Huỳnh Phương và Sĩ Thanh bên nhau đã tạo ra không ít ồn ào. Cặp đôi này thậm chí còn bị cho là chiêu trò để nổi tiếng khi khoe ảnh hạnh phúc mặc kệ dư luận. Nhưng không lâu sau, Sĩ Thanh đã có bài viết thông báo về việc chia tay với Huỳnh Phương. Cô chia sẻ, tôi độc thân chúng tôi đã chia tay. Dù là chuyện cá nhân nhưng mình quyết định thông báo cho mọi người cũng như những người yêu thương và ủng hộ chúng tôi thời gian vừa qua thông tin này. Đây sẽ là lần lên tiếng duy nhất của mình trong việc này, hy vọng các bạn không thấy phiền. Sẽ có nhiều người nói rằng lúc yêu đương rầm rộ, chia tay thì im ắng. Đúng như vậy, khi hạnh phúc tôi thường muốn được chia sẻ niềm hạnh phúc, thái độ tích cực, sự chân thành trong tình cảm của mình đến với mọi người và mong được chúc phúc. Các bạn cho là khoe khoang hạnh phúc cũng được, vì khi có hạnh phúc tôi sẽ khoe, còn khi thất bại đau thương tôi sẽ giấu. Tôi muốn giữ niềm đau nỗi buồn cho riêng mình, cười cho người khác thấy, khóc cho mình nghe chính là cách sống của tôi. Tôi chỉ muốn truyền năng lượng tích cực, tiêu cực cần phải bỏ đi và càng không muốn chuyện tình cảm cá nhân phiền lòng mọi người, cô nàng nói thêm. Sau đó, truyền thông đã liên lạc với Sĩ Thanh về chuyện tình tan vỡ có liên quan người thứ ba hay không. Cô cho biết, Sĩ Thanh không muốn bàn luận thêm, giờ là lúc mỗi người nên có cuộc sống riêng. Vừa qua, trên trang cá nhân của Sĩ Thanh đã chia sẻ loạt ảnh tươi tắn của bản thân. Người đẹp này ngày càng thăng hạng về nhan sắc sau chia tay. Cô nàng gây ấn tượng với vòng eo con kiến, đặc biệt gương mặt trẻ trung ở tuổi U40. Sau khi chia tay, cô nàng ngày càng chăm chút cho bản thân nhiều hơn, dành thời gian đi du lịch và làm đẹp. Về phía Huỳnh Phương, nam diễn viên bận rộn hơn với rất nhiều dự án phim mới. Anh thường chia sẻ hình ảnh rạng rỡ cùng đồng nghiệp trên phim trường. Cho đến hiện tại, anh chàng vẫn chưa công bố về người yêu mới. Dù thời gian chia tay, Sĩ Thanh đã có nhiều ồn ào vì xuất hiện người thứ ba. Cho đến hiện tại, cặp đôi không tương tác, cũng không chia sẻ bất cứ điều gì về người cũ. Họ chọn mỗi người một cuộc sống không liên quan đến đối phương. Sau khi chia tay cặp đôi Huỳnh Phương, Sĩ Thanh đã có cuộc sống mới bình yên hơn. Cả hai tập trung cho sự nghiệp và sự lên hương về nhan sắc cũng thể hiện rõ. Quan trọng hơn hết, sau khi chia tay, cả hai nhân vật không kể xấu về nhau. Đây cũng là một hành động văn minh trong showbiz. Những câu chuyện sau chia tay của sao Việt luôn là đề tài nhận được sự chú ý. Tuy nhiên, cặp đôi Sĩ Thanh và Huỳnh Phương đã cho thấy không có cánh cửa cuối cùng. Sau chia tay vẫn tìm được cuộc sống tốt đẹp hơn.